Thứ ba, trở lại vụ án buôn lậu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng mà đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần đề cập. Vụ án kéo dài 8 năm, 4 lần xét xử thu thẩm, sơ thẩm thì 3 lần tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Một người đã thắt cổ tự tử, để lại di thư tố cáo bị ép cung nhục hình, vật chứng bị bán một cách khuất tất, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và nhiều vi phạm trong quá trình tố tụng. Kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án, tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên nặng các bị cáo. Ngay lập tức, bản án phúc thẩm bị dư luận xã hội, nhân dân, giới luật sư, doanh nghiệp, báo chí, mạng xã hội phản đối, nghi ngờ tính đúng đắn của bản án. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng và nhiều đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị yêu cầu giám đốc thẩm vụ án bởi có cơ sở thấy rằng bản án của tòa án cấp cao tại Đà Nẵng không phù hợp, nếu không nói là trái quy định của pháp luật, áp dụng sai lầm nghiêm trọng quy định pháp luật để giải quyết vụ án. Vì vậy, một lần nữa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị yêu cầu chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giám sát vụ án để đảm bảo sự thượng tôn pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm và tránh hậu quả pháp lý khôn lường cho nhà nước và công dân nếu có oan sai sau đây.